Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 167, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Một đường bay đi, tốc độ thiên thu cực nhanh. Hồng Trần nữ nội tâm phức tạp, thỉnh thoảng lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chiến lực cùng với thần thông thuật pháp lúc trước hắn thi triển làm cho sự phức tạp trong mắt nàng càng nhiều. Có điều cuối cùng nàng cũng không nói gì cả mà chỉ nhắm mắt lại, tranh thủ điều dưỡng vết thương của mình. Có điều nàng tiêu hao quá nghiêm trọng. Hơn nữa, thương thế này thật quỷ dị, không thể nào khôi phục. Dù có thể trấn áp một chút nhưng nàng cũng hiểu. Nếu cứ miễn cưỡng trấn áp như thế này thì sau một thời gian ngắn, vết thương lại càng cắn trả kịch liệt. Hồng Trần nữ nội tâm chua xót mà thở dài. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần vốn đang toàn lực điều khiển thiên chu bỗng biến sắc, quay đầu lại nhìn về nơi lúc trước hắn trấn áp Lôi Sơn. Ngay lập tức, một tiếng nổ rung trời vang lên, đại địa run rẩy, một cơn bão lốc xuất hiện ở phía đằng xa, khuếch tán ra bốn phương. Cách đó mấy ngàn dặm, một ngọn núi cao mấy trăm trượng bỗng ầm ầm sụp đổ, vô số đá vụn rơi lả tả ra xung quanh, Bất Tử Cấm cũng tan ra. Từ trong hố sâu đi ra một thân ảnh cao lớn khôi ngô. Lôi Sơn, khuôn mặt gã không chút biểu tình. Tuy rằng thương tích trên người rất nặng, thậm chí nhiều chỗ còn bị đâm xuyên qua tạo thành lỗ thủng. Thế nhưng thương thế của gã lại đang dần khôi phục, dù rằng cứ mỗi lần như vậy thì hắc mang trong mắt hắn dường như lại ảm đạm đi một chút. Lúc này gã lại bay lên không, đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Không thể nào, một loạt thần thông vừa rồi của ngươi không hề kém một kích ta đã dùng để đánh trọng thương thi khôi này, làm sao hắn vẫn đuổi theo được? Hồng Trần nữ cả kinh. Bạch Tiểu Thuần im lặng, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Dù hắn không rõ cụ thể nhưng đáp án chắc chắn có liên quan tới Công Tôn Uyển Nhi. Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thuần nội tâm cũng vô cùng áp lực. Công Tôn Uyển Nhi có lẽ còn chưa có thoát vây. Có lẽ là vậy. Bạch Tiểu Thuần cũng không chắc chắn, nội tâm buồn bực. Cặp mắt lại trở nên đỏ ngầu tràn ngập tơ máu. Hắn buông tay không điều khiển thiên chu nữa mà chỉ để nó dựa vào dư lực bay về phía trước. Tốc độ dần chậm lại. Bạch Tiểu Thuần quay người đứng tại phía sau con thuyền, lạnh lùng nhìn về phía xa chân trời, cách đấy hơn mấy ngàn dặm. Tên Lôi Sơn kia đang đuổi tới nhanh như gió. Nếu không tiêu diệt hắn chỉ sợ càng khó mà chạy trốn, cứ dây dưa như vậy thì thật nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần thầm nhủ, lập tức ngưng tụ khí tức, hai tay mạnh mẽ giơ lên, ánh mắt lóe ra kỳ mang, tu vi trong thân thể vận chuyển hết tốc lực, trong lòng thì thào. Thủy Trạch. Dần dần hơi nước từ trên thân thể hắn khuếch tán ra, bao trùm thiên chu, bao trùm bát phương cho đến khi bao trùm phạm vi ngàn dặm xung quanh. Cũng chính lúc này, bởi vì hắn giảm tốc độ mà Lôi Sơn đã đuổi tới, thân ảnh gã xuất hiện ở phía xa chân trời, giống như một tia sét ầm ầm phóng đến, trong nháy mắt liền vào trong phạm vi ngàn dặm, nơi bị hơi nước bao trùm. Ngay khi gã tới, sát cơ trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, gần như hóa thành thực chất, hai tay vung mạnh lên, nội tâm nói khẽ, quốc độ, thủy trạch quốc độ, thần thông này vừa ra, lập tức trong phạm vi ngàn dặm nơi đây, hơi nước liền hóa thành đầm lầy, che khuất mặt đất, đồng thời có tiếng thu giống lên, giống như từ vô tận năm tháng truyền tới, vang vọng bát phương. Tất cả những ai nghe được đều chấn động tâm thần, bầu trời cũng xuất hiện những gợn sóng. Hắc mang trong mắt Lôi Sơn lóe lên, gã lập tức dừng lại, đang muốn lui về phía sau. Có điều ngay lúc này, tiếng thu giống kia càng thêm cuồng bạo, bất chợt có những cây gai sắc to như ngọn núi ở trong phạm vi ngàn dặm nơi đây phóng lên trời. Mỗi cây gai nhọn đều ẩn chứa một lực lượng kinh người. Lúc này ầm ầm đâm thẳng lên trời, tạo thành sức hủy diệt kinh khủng, bài sơn đảo hải, đánh về phía Lôi Sơn. Toàn thân gã chấn động mãnh liệt, thân thể nổ vang. Những vết thương lúc trước đã khép miệng lại lần nữa bị xé rách, những giọt máu đen trào ra. Gã không ngừng lui lại, thế nhưng sau khi từng cây gai to như ngọn núi đã đâm lên, lại xuất hiện thêm 5 ngọn núi gấp khúc. 5 ngọn núi này không được sắp xếp bằng bạn mà là bất quy tắc. Sau khi chúng va vào Lôi Sơn, 5 cây gai sắc gấp khúc này cuối cùng dừng lại ở trên trời cao. Từ xa nhìn lại sẽ thấy dường như có một mảnh đại lục đang bị nhấc lên trên bầu trời. Quan sát thật kỹ có thể thấy được, đây chính xác là một cái chân thú khổng lồ. Những ngọn núi là những gai sắc mọc ở lưng bàn chân. Chúng to lớn như vậy còn bàn chân thì càng thêm khổng lồ. Mà 5 ngọn núi gấp khúc kia chính là ngón chân. Về phần đại lục, chính là bàn chân của quái thú. Thậm chí lúc này nó còn chưa hiện ra toàn bộ mà mới chỉ có một phần thôi. Dù cho Bạch Tiểu Thuần đã chứng kiến thủy trạch quốc độ bản mệnh thú của mình đã nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng vậy, sự rung động của hắn vẫn mạnh mẽ như trước. Giờ phút này, bàn chân thú có thể che lấp bầu trời kia bỗng ầm ầm đánh tới Lôi Sơn. Cảnh tượng này chấn động đến khó có thể tưởng tượng được. Mặc cho Lôi Sơn chống cự hay tránh né thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng gã rít gào một tiếng,
hắc mang trong mắt lóe lên mãnh liệt, toàn thân tràn ra vô số hắc khí ngưng tụ thành đầu lâu của một tiểu cô nương giữa không trung. Đầu lâu này phát ra một tiếng thét thê lương rồi mạnh mẽ đánh tới bàn chân thú kia. Tiếng nổ vang vọng bát phương, đinh tai nhức óc. Bàn chân thú kia rơi xuống làm mặt đất chấn động, sụp xuống. Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo. Lúc trước sử dụng bất diệt đế quyền để cứu Hồng Trần Nữ, sau đó thi triển ra một loạt thần thông, đến giờ lại thêm thủy trạch quốc độ, làm cho hắn mệt mỏi đến cực hạn. Mà bàn chân thú kia lúc này cũng đã dần mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại trên mặt đất một cái hố rất sâu. Hố sâu này rộng khoảng 100 dặm, toàn bộ cây cỏ, núi đá trên mặt đất trước đều tan vỡ gần hết. Lúc này bên trong hố, chỉ còn có một cái thi thể, đó là Lôi Sơn. Thân thể gần như sắp vỡ vụn, gã nằm ở đó không nhúc nhích, hai chân đã vỡ, đầu lâu bẹp lại, không còn hình dạng của một con người nữa. Thế nhưng hắc mang trong mắt đột nhiên lại lóe lên, dường như nó làm cho gã bị kích thích mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng khôi phục thân thể của gã. Ngay sau đó, Lôi Sơn lại một nữa, phóng lên trời. Lúc này hắc mang trong mắt gã đã biến mất hơn phân nửa, mà khí tức cũng suy yếu hơn nhiều so với mới đầu. Thế nhưng sau khi chứng kiến khả năng khôi phục của gã, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dần dần tuyệt vọng. Đây là thứ khả năng khôi phục gì vậy? Cặp mắt Bạch Tiểu Thuần trở nên điên cuồng. Tên Lôi Sơn này không khó đánh bại, thế nhưng nếu muốn giết hắn thì chỉ làm cho người ta tức đến lộn ruột. Nếu đổi thành tu sĩ khác, dù cho có là thiên nhân mà chịu thương thế như vậy cũng phải dầu hết đèn tắt. Thế nhưng Lôi Sơn này vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Hồng Trần Nữ ở bên cạnh cũng im lặng. Nhìn Lôi Sơn đã khôi phục hơn phân nửa, hiện giờ đang lao ra, thở sâu một cái. Nàng biết Lôi Sơn không chết thì hai người sẽ rất khó mà chạy trốn. Hơn nữa tình hình bây giờ quá khẩn cấp, nàng lại không chắc Hồng Trần Tử Mạch có thể phong ấn đối phương bao lâu. Một khi Bạch Tiểu Thuần giả kia phá vây mà ra, chỉ sợ trong một thời gian cực ngắn hắn sẽ đuổi tới, đến lúc đó, bọn họ chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Hồng Trần Nữ liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu. Lúc trước nhìn thấy một loạt thuật pháp thần thông của hắn, nhất là thủy trạch quốc độ đã đủ để nàng đoán ra. Nhưng dù nàng có muốn cũng không thể truy cứu chuyện này được, hiện tại mạng sống mới là quan trọng. Nàng nhắm đôi mắt lại rồi lập tức mở ra, ánh mắt đầy chiến ý cùng kiêu ngạo. Không chút do dự, nàng lập tức chấn áp thương thế của mình rồi nhảy lên. Tu vi thiên nhân từ cơ thể Hồng Trần Nữ âm bộc phát, khuếch tán ra bốn phương. Lúc này dường như nàng lại trở về bộ dáng cao cao tại thượng dẫn đầu cự quỷ quân đoàn. Hất tay áo lên, lạnh lùng mở miệng. Bạch Hạo, mau rời khỏi đây. Phạm vi của lớp cấm chế này chắc chắn phải có cực hạn. Ngươi phải đem việc này báo cho cha ta, cự quỷ vương và đại thiên sư. Chủ nhân của khôi lỗi này có thể hút sinh cơ mà mạnh lên. Đây chính là cái mầm đại họa cho man hoang chúng ta. Hồng Trần Nữ nói xong, không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần trả lời ra sao, lóe lên một cái, rời khỏi Thiên Chu, quyết đoán đi tới chỗ Lôi Sơn đang khôi phục. Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động, sự việc trước mắt hắn thấy thật quen thuộc, thật giống như chuyện ở Lạc Trần Sơn Mạch năm đó. Hắn nhìn bóng lưng Hồng Trần Nữ, hơi thở dồn dập, có điều hiện tại hắn đã không còn là tên tu sĩ ngưng khí nho nhỏ ngày nào nữa rồi. Chu Tử Mạch, ngươi chỉ cần cầm cự một nén nhang, sau một nén nhang, mọi chuyện cứ để ta giải quyết. Bạch Tiểu Thuần mở miệng, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời còn ẩn chứa ý chí thiết huyết. Nói xong, hắn quay người lại, không điều khiển Thiên Chu mà bước vào bên trong một mật thất, mở trận pháp ra, phong tỏa bốn phía lại rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy quy văn nổi ra. Lúc trước, Bạch Tiểu Thuần luyện linh nguyên anh của chính mình 15 lần. Tu vi đột phát lên nguyên anh trung kỳ liền thôi. Hắn sợ rằng sẽ gây động tĩnh quá lớn, quá kinh người nên không dám tiếp tục. Cũng vì cái bài danh trên Minh Hoàng bảng quá làm lộ hết mọi chuyện, khiến cho cả thiên hạ đều biết số lần luyện linh nguyên anh của hắn. Vì vậy dù đã luyện thành lửa 16 màu, thậm chí là lửa 19 màu, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó mà không dám luyện nguyên anh, đành phải đợi thời cơ thích hợp rồi mới tiến hành. Vốn định đợi đến khi đủ sức liền luyện một mạch lên thiên nhân, thế nhưng vào lúc này, dưới nguy cơ sống còn Bạch Tiểu Thuần cũng không thể nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ cần giữ được mạng nhỏ thì có bại lộ hay không hắn cũng không để ý. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, việc Công Tôn Uyển Nhi cải trang thành hắn đã thu hút sự chú ý của người khác. Bạch Tiểu Thuần nghĩ dù bây giờ hắn có luyện nguyên anh cũng không dễ dàng bị người ta nghi ngờ. Không quản được nhiều chuyện như vậy. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, hắn cũng có suy nghĩ tới Hồng Trần Nữ. Có điều trước mắt hai người chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, chuyện khác thì để sau này tính. Công Tôn Uyển Nhi quả thực đã mang đến cho hắn áp lực quá lớn, đối phương sợ rằng có thể sẽ thoát khốn rất nhanh. Mà một khi nàng đuổi theo, hậu quả như thế nào thì hắn cũng không dám tưởng tượng. Mà hiện tại, hắn chỉ có thể nâng cao chiến lực lên đến cực hạn mới dám chắc mình có thể hủy diệt được cái tên đánh nãy giờ không chết kia. Chỉ như vậy, Bạch Tiểu Thuần mới có thể chạy đi liền một mạch, không bị kẻ khác truy đuổi. Mà lúc này thời gian rất cấp bách, Hồng Trần Nữ thương thế vốn rất nặng, bây giờ lại phải ở ngoài giao chiến với Lôi Sơn. Cứ mỗi một giây qua đi là nguy cơ lại tăng lên,
Bạch Tiểu Thuần nghe từ bên ngoài truyền đến những tiếng nổ mà run sợ. Hắn nghiến chặt răng, từ trong túi chữ vật lấy ra lửa 16 màu, 17 màu, 18 màu rồi đến 19 màu. Bốn đám đa sắc hỏa này vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ mất thất đều đỏ thẫm lên đồng thời phát ra nhiệt độ cực cao. Bạch Tiểu Thuần vỗ trán, ầm một tiếng, toàn thân chấn động, Nguyên Anh trực tiếp từ thiên linh của hắn bay ra. Từ sau khi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhất là khi luyện linh tới 15 lần, Nguyên Anh của hắn đã trở nên vô cùng ngưng thực. Thậm chí khi xuất hiện cũng không cảm thấy lạnh lẽo khi bị gió lạnh thổi qua. Nó gần như không có gì quá chênh lệch với thân thể, nhưng Bạch Tiểu Thuần không dành để cảm nhận sự khác biệt. Nguyên Anh của hắn vào lúc này lóe lên, trực tiếp đi vào trong quy văn nồi khoanh chân ngồi xuống. Nó vô cùng thành thạo giơ tay ra ném đám lửa 16 màu đi. Lập tức ngọn lửa 16 kia liền bay tới quy văn nồi, ngay khi chạm tới liền dung nhập vào đó. Vô số hoa văn phức tạp trên quy văn nồi lóe lên kim mang, tỏa ra hào quang vô biên, bao trùm lấy Nguyên Anh của Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời mà người bên ngoài không thể nghe được, lập tức vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần. Trong khi đó, Hồng Trần Nữ cùng Lôi Sơn đang kịch liệt giao đấu. Phía xa xa, bên trong Khôi Hoàng Thành, ở gần Minh Hoàng Bảng đã không còn nhiều hồn tu nữa rồi. Nhìn thấy kẻ đứng thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần, đã luyện linh Nguyên Anh đến 15 lần thật sự đã làm cho mọi người tuyệt vọng, chẳng còn muốn tranh đoạt với hắn nữa. Dù có thèm muốn đến mấy cũng đâu thể làm gì. Trong con mắt của mọi người, luyện linh Nguyên Anh 15 lần xong mà chưa chết thì thật là kỳ tích. Mà cũng không có kẻ nào đủ liều mạng, đủ dũng khí để tranh đấu với một người như vậy. Tuy rằng nơi đây hồn tu không còn nhiều như trước nhưng vẫn có 3-5 người, họ vốn cũng không chú ý đến Minh Hoàng Bảng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên đó liền tuôn ra hắc sắc hào quang. Hào quang này lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người gần đó. Sau khi kinh ngạc nhìn lại, thì con người của họ cũng suýt chút nữa là rơi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần, hắn, số lần luyện linh của hắn lại thay đổi rồi. Chuyện này, những 16 lần, hắn dừng lại đã lâu, giờ lại luyện Nguyên Anh, có phải kẻ này điên rồi không? Mấy người kia hít thở dồn dập, thật sự thì bọn họ không hiểu được, Bạch Tiểu Thuần đã đứng thứ nhất, mà kẻ đứng sau hắn mới luyện linh có 7 lần. Chênh lệch lớn như vậy cần gì phải liều mạng nữa? Mấy người này khó hiểu vô cùng, nhưng cũng lập tức truyền âm. Báo tin tức này cho thật nhiều người biết, dần dần toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều chấn động. 16 lần. Tên Bạch Tiểu Thuần này chẳng phải đang bị Hồng Trần Tiên Tử đuổi giết sao? Tại sao lúc này lại luyện linh được? Ngay khi người trong Khôi Hoàng Thành đều giật mình thì trên Minh Hoàng Bảng, chỗ của Bạch Tiểu Thuần lại phát ra hào quang một lần nữa. Sau khi ánh sáng biến mất, ở đằng sau tên của hắn, vốn là từ số 15 trở thành số 16, lúc này lại thay đổi một lần nữa, trở thành số 17. Trời ạ, liên tục luyện linh 2 lần. Bạch Tiểu Thuần này chẳng lẽ bị Hồng Trần Tiên Tử bức bách đến cực hạn nên mới liều chết thử vận may? Trong khi bọn họ đang xôn xao, ở chỗ mật thất của Bạch Tiểu Thuần, Nguyên Anh hắn này đã xuất hiện 7 đạo kim văn. Khí tức của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tu vi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ một chút nữa là có thể đột phá trở thành Nguyên Anh hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần không hề chần chờ, tay phải chỉ một cái, lập tức ngọn lửa 18 màu kia cũng rít gào bay tới dung nhập vào quy văn nồi. Lúc này, kim mang được hình thành từ lửa 18 màu vô cùng chói sáng, hơn bất cứ kim văn nào lúc trước. Chỉ trong nháy mắt, hào quang đó liền bao trùm toàn thân Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lại lần nữa vang lên bên tai hắn. Sau đó không lâu, khi kim mang tiêu tán, Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần cũng bộc phát khí thế kinh thiên động địa, giống như một cơn lốc không ngừng bùng phát. Nó chợt mở hai mắt ra, tu vi cũng theo đó mà đột phá. Từ Nguyên Anh trung kỳ tăng lên thành Nguyên Anh hậu kỳ. Thực ra, từ trước lúc rời khỏi Khôi Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần đã có thể đột phá, nhưng vẫn không làm điều này. Cho đến bây giờ, tu vi của hắn đã lột xác, ánh mắt lộ ra tinh mang kinh người, khí tức trên thân giống như biển lớn, đồng thời chiến lực của hắn vào lúc này cũng tăng lên rất nhiều. Không hề dừng lại, Bạch Tiểu hít một thật sâu, nếu đã muốn luyện linh Nguyên Anh thì dứt khoát liền luyện đến cực hạn đi. Tay phải hắn nâng lên, chỉ một cái, lập tức ngọn lửa đa sắc cuối cùng, lửa 19 màu, gào thét mà bay tới dung nhập vào quy văn nồi. Từ đó tỏa ra kim mang bao trùm lấy mọi vật xung quanh. Nó thậm chí còn chấn động, còn kinh khủng, còn chói mắt hơn nhiều so với lúc trước. Thậm chí ngay ở gian mật thất này cũng chỉ trong chớp mắt liền biến thành màu vàng. Hồng Trần Nữ cùng Lôi Sơn đang giao đấu ở bên ngoài thấy được ánh sáng phát từ đó, cũng sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ không cảm nhận được dao động của luyện linh nhưng có thể cảm nhận được ở bên trong thiên chu kia đang có một lực lượng mạnh mẽ đến mức thậm chí có thể lay động cả thiên địa sắp bộc phá. Hắc mang trong mắt Lôi Sơn lóe lên, lách qua Hồng Trần Nữ, gã muốn đi ngăn cản chuyện này. Lúc này, Hồng Trần Nữ cũng mặc kệ là do nguyên nhân nào gây ra sự tình vừa nãy, nàng biết đây có lẽ là hy vọng sống của mình. Vì thế dù khí tức đang bất ổn, nàng vẫn toàn lực chặn Lôi Sơn lại.
những tiếng ầm ầm lập tức vang lên, thậm chí còn kịch liệt hơn vừa nãy. Trong lúc đó, tại Khôi Hoàng Thành, vô số người đang bàn tán ầm ĩ, âm thanh kinh thiên động địa. Chuyện Bạch Tiểu Thuần vốn là luyện linh nguyên anh 15 lần, lúc này đã trở thành 18 lần, gây lên chấn động cực kỳ to lớn, không thua kém gì lúc hắn giả trang Bạch Hạo mà tấn chức địa phẩm. Lúc này, từ bốn phía Minh Hoàng bảng bay tới vô số hồn tu, tất cả bọn họ như ngừng thở mà nhìn chằm chằm vào bảng danh sách. Đột nhiên tên của Bạch Tiểu Thuần lại lóe lên hắc mang, hắc quang vô chói mắt, sau một lúc mới từ từ biến mất. Theo đó, con số luyện anh ở đằng sau tên của Bạch Tiểu Thuần liền mờ đi rồi biến thành 19. Tất cả mọi người bốn phía lập tức yên tĩnh, nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc lại vang lên. 19 lần. Điều này sao có thể? Đừng nói là luyện anh, dù là luyện bảo thì đến nay, toàn bộ Man Hoang lẫn Khôi Hoàng Triều cũng chỉ có 3 kiện pháp bảo luyện linh 19 lần mà thôi. Bất cứ là cái nào trong đó cũng đều là chí bảo được Khôi Hoàng Triều lưu giữ qua bao nhiêu năm rồi. Lửa 18 màu, nhất là lửa 19 màu kia, Bạch Tiểu Thuần này từ đâu mà có được chứ? Toàn bộ Man Hoang người có thể luyện ra lửa 19 màu chỉ có duy nhất vạn phẩm địa sư mà thôi. Chuyện này gây ra chấn động quá lớn, trước nay chưa từng có, thậm chí cả Đại Thiên Sư và Khôi Hoàng cũng bị kinh động, càng không phải nói đến Tứ Đại Thiên Vương. Bọn họ không thể nào không động dung, Bạch Tiểu Thuần dù có luyện linh 15 lần, bọn họ cũng không quan tâm. Thế nhưng nếu là 19 lần thì bọn họ lại không thể không quan tâm rồi. Đặc biệt là Cự Quỷ Vương và Đại Thiên Sư khi nghe tin này, lập tức liên hệ với Hồng Trần Nữ để hỏi xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, chính Hồng Trần Nữ là người đi vây quét. Thế nhưng sau khi thử liên lạc, Đại Thiên Sư liền nhíu mày, Cự Quỷ Vương thì sắc mặt đại biến, đứng bật dậy, hơi thở trở nên vô cùng dồn dập. Bọn họ không liên lạc được với Hồng Trần Nữ. Có chuyện rồi. Ánh mắt Cự Quỷ Vương trở nên nghiêm nghị, nhanh chóng lao khỏi Cự Quỷ Thành, thần thức mạnh mẽ khuếch tán ra bát phương. Thân thể lão đồng thời cũng toàn lực phóng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi thật xa. Lúc này, Cự Quỷ Vương đang vô cùng lo lắng và căng thẳng, lão phải đi tìm đứa con gái duy nhất của mình. Nếu là lúc khác, Bạch Tiểu Thuần còn có thể nghĩ đến việc luyện linh nguyên anh của mình để gây ra chấn động, từ đó gián tiếp truyền đi tin tức hắn và Hồng Trần Nữ đang ở trong nguy hiểm. Chỉ là lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ sống còn, trong đầu Bạch Tiểu Thuần chỉ nghĩ đến chuyện làm cách nào mà bỏ chạy, cũng không suy ra được loại biện pháp gián tiếp này. Hiện tại, Nguyên Anh của hắn đang khoanh chân ngồi trong Quy Văn Nồi, đôi mắt bỗng mở ra. Ngay khi đó, đôi mắt đó lóe ra tinh mang. Ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần giống như mặt trời chói lọi, thậm chí nó dường như còn gây ra tiếng sấm vang vọng cả gian mật thất. Những dao động mạnh mẽ từ trong Nguyên Anh của hắn không ngừng bộc phát ra. Lực lượng Nguyên Anh hậu kỳ. Luyện linh Nguyên Anh 15 lần có thể làm tu vi của bản thân đột phá, đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Luyện tới 18 lần là Nguyên Anh hậu kỳ. Còn 19 lần thì sẽ khiến tu vi vô cùng tiếp cận đại viên mãn. Mà luyện linh 20 lần thì sẽ đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, chân chính bước vào cảnh giới đại viên mãn. Còn sau đó, theo truyền thuyết, luyện linh 21 lần, tu vi đột phá lên thiên nhân. Chỉ có điều đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho đến nay toàn bộ Khôi Hoàng Thành vẫn chưa có ai sử dụng biện pháp này để tấn chức thiên nhân. Vì thế, liệu chuyện này có thực sự tồn tại, còn có manh mối hay trở ngại nào khác hay không thì không ai biết được. Thậm chí, luyện anh 19 lần được như Bạch Tiểu Thuần, dù là trong lịch sử toàn bộ Khôi Hoàng Triều, kẻ làm được điều này, tuy không nói là gần như không có, thế nhưng cũng là lông phượng sừng lân. Mà Bạch Tiểu Thuần sau khi luyện linh Nguyên Anh đến trình độ này, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Nguyên Anh của bản thân dường như có cảm giác muốn hòa làm một với trời đất nơi đây, thậm chí còn có chút trực giác với cõi U Minh. 21 lần, có lẽ cũng không phải giống như trong truyền thuyết, làm cho người ta trực tiếp tấn chức lên thiên nhân, mà là làm tỷ lệ đột phá thiên nhân vượt xa người thường. Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần nhảy lên một cái nhanh chóng quay trở lại thân thể, những suy tưởng này trong nháy mắt đã bị hắn quẳng ra sau đầu, hiện giờ không phải là lúc để cân nhắc những chuyện này. Cũng chỉ trong 3 lần hô hấp, thân thể Bạch Tiểu Thuần lúc trước vốn đang ngồi khoanh chân chợt run lên, hai mắt mở ra, lập tức tu vi của hắn trở nên mạnh hơn rất nhiều, chấn động từ cơ thể bộc phát ra mãnh liệt, ầm ầm ầm. Tu vi mạnh mẽ đến mức thậm chí có thể dung chuyển thiên địa, đồng thời chiến lực của hắn cũng tăng lên rất nhanh. Nếu là lúc trước, Bạch Tiểu Thuần có thể lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ mà đánh với thiên nhân sơ kỳ một trận thì hiện tại, sau khi tu vi đột phá, thậm chí chỉ cách Nguyên Anh đại viên mãn có nửa bước, hắn đã có đầy đủ tự tin để nghiền ép thiên nhân sơ kỳ. Đây là điểm mạnh của thiên đạo Nguyên Anh, đồng thời cũng là trợ lực cực lớn mà Bất Tử Quyển mang lại cho hắn, cũng nhờ đó mà hắn, ở tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đã có thể nghiền ép thiên nhân sơ kỳ. Lôi Sơn, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, thu Quy Văn Nồi lại, thân thể nhanh chóng lao ra. Ngay khi đó, toàn bộ mất thất bỗng vỡ tan,
mà hắn giống như một tia sét lao ra thật nhanh. Gần như ngay khi hắn lao khỏi mật thất, Lôi Sơn ở bên ngoài, toàn thân lóe lên hắc mang, đánh tới Hồng Trần Nữ một quyền, làm cho vết thương của nàng, vốn đang bị miễn cưỡng chấn áp, lúc này lập tức phát tác. Hồng Trần Nữ phun ra máu tươi, thương thế cũng không thể khống chế được nữa mà toàn diện bùng phát, ánh mắt trở nên mơ hồ. Nàng kêu một tiếng thê thảm, đang định liều mạng, một lần nữa áp chế vết thương. Nhưng đúng lúc này, mật thất của Thiên Chu phía sau nàng bỗng tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần nhanh như chớp lao ra, lập tức đi tới ôm lấy Hồng Trần Nữ, tay áo phất một cái về phía Lôi Sơn. Cút! Một cái hất nhìn như đơn giản này lại làm cho nhật nguyệt vô quang, gió nổi mây vần, một cơn bão giống như chạm tới trời cao bỗng xuất hiện lao ầm ầm về phía Lôi Sơn. Hắc mang trong mắt Lôi Sơn lóe lên mấy cái, gã nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn là chậm một bước, bị cơn bão kia trực tiếp đập lên người. Trời đất nổ vang, Lôi Sơn há miệng phun ra rất nhiều máu đen. Thân thể gã vang lên tiếng ken két, xuất hiện vô số vết nứt, cả người bị bắn ngược ra sau mấy trăm trượng, đâm thẳng vào mặt đất. Hồng Trần Nữ dù đã nửa tỉnh nửa mê nhưng khuôn mặt cũng trở nên khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng đang định nói điều gì đó nhưng không kịp, miệng phun máu, rơi vào hôn mê. Bạch Tiểu Thuần hạ xuống đất, khẽ đặt Hồng Trần Nữ xuống, khi hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cơ thể hắn dường như có sát khí kinh thiên, ầm ầm bộc phát, làm cho trời xanh cũng trở nên vặn vẹo, mây đen xuất hiện. Mặt đất bốn phía run rẩy liên tục nứt vỡ. Bạch Tiểu Thuần bước từng bước lại gần Lôi Sơn, khí tức cuồng bạo đến đáng sợ từ trên người hắn theo đó không ngừng mà bạo phát. Hắc mang trong mắt Lôi Sơn lóe lên thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần bây giờ so với một nén nhang trước, chênh lệch quá lớn, làm cho một kẻ không sợ chết như gã cũng theo bản năng mà cảm thấy kính sợ. Bất tử chi thân. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, lời nói chưa dứt, hắn đã đạp xuống một cái, thân thể bay ra với tốc độ cực nhanh, chẳng kém thuấn gì. Ngay đến tàn ảnh còn nhìn không rõ. Trong nháy mắt hắn liền xuất hiện trước mặt Lôi Sơn, tay phải nâng lên, đấm mạnh một quyền. Lôi Sơn nâng hai tay lên đỡ, lần đầu tiên gã gầm một tiếng, giống như con thú bị nhốt đang cố hết sức chống cự. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, ngay khi Lôi Sơn đỡ một quyền kia của Bạch Tiểu Thuần, từ đó tràn ra một lực lượng cực lớn, đến nỗi gã không thể nào ngăn cản, thậm chí là không thể nào khôi phục, làm đôi tay gã lập tức nổ nát. Từng đoạn tay của Lôi Sơn liên tục nổ tung. Thân thể không ngừng bị chấn lui lại, nhưng gã còn không kịp phản ứng thì Bạch Tiểu Thuần đã bước tới. Bất tử chi thân. Vẫn là câu hỏi này, âm thanh còn đang vang vọng, chân phải hắn đã mạnh mẽ quét tới, đá vào chân trái của Lôi Sơn. Dính một cước này, chân trái của gã giống như bị trời sập đè xuống, lập tức nổ tung, máu thịt be bét. Lúc này Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp đùng đầu đập mạnh tới. Ầm ầm ầm. Toàn thân Lôi Sơn không ngừng tuôn ra máu đen. Một nửa thân thể gã vào lúc này đã vỡ vụn hoàn toàn. Nổ tung, hắc mang ở trong mắt dù có lóe lên nhưng đã vô cùng ảm đạm, chậm chạp. Ta không tin người thật sự có bất tử chi thân. Bạch Tiểu Thuần âm thanh như cơn gió rét của trời đông, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, thân thể cực kỳ quỷ dị, lập tức xuất hiện trước mặt Lôi Sơn, đấm mạnh một cái. Trời đất như có sấm sét ầm ầm đánh xuống, mây đen đang tràn ngập bầu trời, dường như bị kích thích, run lên một chút rồi bất chợt, những hạt mưa từ đó rơi xuống, rải ra khắp mặt đất. Trước mặt Bạch Tiểu Thuần, Lôi Sơn toàn thân run rẩy. Hắc mang trong mắt dần mờ đi rồi biến mất, cặp mắt vô thần nhìn Bạch Tiểu Thuần, đôi môi khẽ động. Chủ nhân, sẽ tới tìm ngươi. Còn chưa nói hết câu, thân thể gã đã nổ ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Không phải chỉ có chia năm xẻ bảy mà là biến thành vô số những khối thịt nát, xương gãy bắn tung ra bốn phía, rơi lả tả trên đất. Về phần máu đen của gã đều đã bị nước mưa cuốn trôi. Lúc này, sấm sét đánh xuống, cơn mưa càng lớn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Khí tức có chút không ổn định, nhìn về phía xa, nơi Công Tôn Uyển Nhi bị phong ấn, hắn im lặng, quay người đi. Thân thể lóe lên một cái, ôm lấy Hồng Trần Nữ, bay lên không, đặt chân xuống Thiên Chu. Cả con thuyền chấn động, ở dưới cơn mưa, hóa thành một vệt cầu vồng xuyên qua làn mưa bay về phương xa. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần mang theo Hồng Trần Nữ còn đang hôn mê, toàn lực vận chuyển tu vi Nguyên Anh hậu kỳ để điều khiển Thiên Chu bay đi thì cách đó mấy vạn dặm, nơi Công Tôn Uyển Nhi bị Hồng Trần Nữ dùng Hồng Trần Tử Mạch phong ấn. Bỗng nổ vang một tiếng, vụ nổ này làm xung quanh xuất hiện sóng gợn, lan ra xung quanh, những nơi nó đi qua, đất đá xung quanh đều bị thổi bay đi ba thước, lõm xuống. Còn tòa thành trì lớn bằng bàn tay kia cũng lập tức tan vỡ. Ngay khi đó, có hắc khí từ bên trong thành trì vỡ vụn kia bay lên không, sau đó ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một tiểu cô nương. Ngay sau đó liền biến thành Công Tôn Uyển Nhi, rồi lại một lần nữa trở thành Bạch Tiểu Thuần, tiểu ca ca. Bây giờ thì ngươi làm sao trốn được đây,
chỉ cần ngươi xuất hiện thì kế hoạch của ta coi như đã thành công rồi. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, thân thể lóe lên, dung nhập vào hư vô, sau đó đã xuất hiện ở nơi Lôi Sơn mất mạng. Nàng đứng ở đó, nhìn mặt đất xung quanh, khẽ cau mày. Dám làm tiểu hùng của ta vỡ vụn rồi. Đã thế, ngươi sẽ làm tiểu hùng mới của ta. Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi lúc trước, đôi mắt lóe lên sát khí. Công Tôn Uyển Nhi vừa nhìn về phương hướng hắn rời đi, lập tức ở cách đó hơn một vạn dặm, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trên thiên chu bỗng giật nảy mình, quay người lại. Dù rằng hắn không nhìn thấy, thế nhưng nội tâm dường như thấy lạnh lẽo, thân thể hắn cũng run rẩy một chút, dường như hắn và Công Tôn Uyển Nhi tuy cách nhau hơn vạn dặm nhưng dường như có linh cảm. Nàng đang đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần biến sắc mặt, hiện giờ Hồng Trần Nữ vẫn còn hôn mê, hắn vội vàng lấy ra ngọc giản truyền âm, thế nhưng vẫn không thể sử dụng được. Điều này làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh hoàng, hơi thở lộ vẻ lo lắng. Đối với Công Tôn Uyển Nhi kia, hắn thật sự vô cùng sợ hãi. Bất kể là tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên hay trong Táng Cung, đối phương đều mang lại cho hắn một nỗi ám ảnh. Điều quan trọng nhất là, từ đầu đến giờ, Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể nhìn thấu tiểu cô nương kia rốt cuộc có tu vi gì. Có lẽ ngay từ ban đầu nàng không phải là quá mạnh, thế nhưng càng cắn nuốt, qua bao nhiêu năm nay, sự mạnh mẽ của nàng đã vượt khỏi phạm vi thông thường. Bây giờ đến Hồng Trần Nữ cũng đại bại dưới tay nàng. Ngay đến đòn sát thủ phong ấn kia cũng không vây khốn được nàng quá lâu. Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng, nếu cứ cắn nuốt như vậy thì độ khủng bố của nàng sẽ càng ngày càng kinh người. Người này, rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Lần đầu tiên là xuất hiện ở bên trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cũng không có gì khác biệt với những sát hồn khác, chỉ vì nuốt được một viên đan dược của ta mà. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây liền hối hận muốn chết. Lúc này hắn không ngừng thở dài, toàn lực vận chuyển tu vi, gia tốc cho thiên chu, nổ vang một tiếng, bay đi thật nhanh. Thế nhưng chỉ sau một lúc, hắn liền sợ hãi, từ xa xa có thể loáng thoáng nghe thấy một tiếng cười như có như không. Tiếng cười kia lúc đầu còn ở rất xa thế nhưng rất nhanh sau đó đã tới thật gần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, một lần nữa quay đầu lại. Lập tức hắn nhìn thấy ở phía xa trên trời bỗng xuất hiện một đám khói đen đang cuồn cuộn mà đến. Ngay trước đám khói đen là một khuôn mặt, mà khuôn mặt này lại chính là của Bạch Tiểu Thuần hắn. Chỉ là lúc này nó rất quỷ dị, lại dữ tợn chẳng khác gì lệ quỷ, đang bay tới rất nhanh. Tiểu ca ca thì ra người trốn ở nơi đây. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, từ phía xa một âm thanh quỷ dị cùng với tiếng cười đáng sợ liền truyền tới, vang vọng bên tai hắn. Ta không phải tiểu ca ca của ngươi. Ngươi nhận lầm người rồi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng mở miệng, âm thanh cũng có chút run rẩy. Dù là chiến lực của hắn lúc này có thể nghiền ép được thiên nhân sơ kỳ, thế nhưng trực giác của hắn mách bảo, bản thân mình tuyệt đối không phải đối thủ của Công Tôn Uyển Nhi đầy quỷ dị này. Làm sao có thể nhận lầm người đây? Tiểu ca ca à, ta đi tìm ngươi thật vất vả, thế mà ngươi lại làm hỏng tiểu hùng của ta rồi, ngươi phải bồi thường cho ta. Khuôn mặt ngưng tụ trên đám khói đen kia bỗng truyền ra tiếng cười khanh khách, gương mặt kia càng tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách của nó cùng Thiên Chu chỉ còn không đến trăm trượng. Thấy khoảng cách gần như vậy, Bạch Tiểu Thuần suýt nữa là nhảy dựng lên, sợ tới hồn bay phách tán, da đầu tê dại, lông tóc đã sắp dựng đứng lên, toàn thân hắn thậm chí còn không ngừng run rẩy. Thật sự là ngươi đã nhận lầm người rồi. À đúng rồi, cứ theo hướng này, ngươi sẽ đi tới Khôi Hoàng Thành, ở đó có một kẻ tên là Trần Hảo Tùng, có lẽ người ngươi cần tìm là hắn ấy. Mà còn có một gã tên là Triệu Hùng Lâm, thân thể vô cùng khôi ngô, vừa nhìn đã thấy rất thích hợp làm tiểu hùng. Mau đi đi, hắn nhất định vẫn còn ở đó. Bạch Tiểu Thuần lời nói đã bắt đầu mất trật tự, ngón tay run rẩy chỉ về phía xa. Công Tôn Uyển Nhi lập tức nở nụ cười, chỉ là nụ cười này vô cùng lạnh lẽo. Vừa thấy vậy, lập tức đầu óc Bạch Tiểu Thuần dường như nổi lên những cơn sóng lớn. Gương mặt kia há miệng thật lớn, khói đen nhanh chóng bành trướng khiến cho nó cũng trở nên to lớn vô cùng. Kích thước chỉ trong chớp mắt đã biến thành mấy ngàn trượng, chỉ há miệng là đủ nuốt cả ngọn núi lớn. Nó nhanh chóng bay tới Thiên Chu, ngoạm một cái. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng. Chứng kiến một gương mặt chỉ cần há miệng đã đủ để che khuất trời đất, lúc này lại đang cắn về phía hắn, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lui lại, tóm lấy Hồng Trần Nữ đang hôn mê, trước khi Thiên Chu bị cắn nuốt liền lao ra khỏi đó. Từ xa nhìn lại, nếu so sánh với gương mặt khổng lồ kia thì Thiên Chu thật nhỏ bé vô cùng, dường như chỉ ngang với một miếng bánh ngọt thật ngon miệng. Chỉ trong chốc lát, con thuyền đã bị nó nuốt vào, thậm chí còn có tiếng răng rắc vang lên. Hiển nhiên là gương mặt kia đang nhai nuốt nó. Mà Bạch Tiểu Thuần mang theo Hồng Trần Nữ nhanh chóng bay ra, liều mạng chạy trốn. Tiểu ca ca, ngươi tại sao cứ nghịch ngợm như vậy chứ, đừng chơi bịt mắt bắt dê nữa nào. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, có điều âm thanh đó rơi vào tai Bạch Tiểu Thuần lại làm toàn thân hắn nổi da gà.
Bạch Tiểu Thuần đang định tăng tốc, thế nhưng gương mặt khổng lồ kia sau khi nuốt Thiên Chu vào, lại bành trướng ra lần nữa, lập tức biến lớn ra vạn trượng. Vạn trượng nói thì đơn giản, chứ trên thực tế thì thật kinh thiên động địa. Khi nhìn lại thì gương mặt này dường như đã hoàn toàn thế chỗ cho thiên địa, che khuất vạn vật. Lúc này nó há cái miệng sâu hoắm, lại hướng về Bạch Tiểu Thuần ngoạm một lần nữa. Thậm chí khi nó mở miệng, lập tức có một lực hút kinh khủng từ trong đó truyền ra, khiến cho hư vô xung quanh vặn vẹo, thậm chí những dãy núi trên mặt đất cũng lung lanh, dường như sắp bị bứt ra. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng ngừng lại một chút, hiện tại dù có tăng tốc đến thế nào thì hắn cũng không thể nào bay nhanh được dưới lực hút này, trong khi đó thì gương mặt cự đại kia lại đang nhanh chóng bay đến. Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc lên một tiếng lớn, nhất là gương mặt kia lại chính là gương mặt của chính mình, nhìn chẳng khác nào mình đang ăn chính bản thân vậy, tâm can hắn không ngừng run rẩy. Khi người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần thấy được mình không thể chạy trốn được. Cặp mắt đỏ ngầu, vốn đang ôm lấy Hồng Trần Nữ đang hôn mê, bỗng quay người lại, hét lớn một tiếng. Hắn thực sự đã bị dồn vào đường cùng. Dưới nguy cơ sinh tử mãnh liệt như thế này không thể chần chờ hay trông đợi vào may mắn được. Hiện tại mà không chơi liều cái mạng thì cái mạng hắn sẽ có kẻ khác cầm đi chơi. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi thực sự cho rằng Bạch gia gia ta sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần giống to lên, thân hình tuy còn chút run rẩy thế nhưng có một ý chí lăng lệ thiết huyết từ trên người hắn mạnh mẽ bộc phát. Lực cốt cảnh trong bất tử cốt làm cho xương cốt toàn thân vô cùng cứng rắn. Lúc này hắn cũng đồng thời vận chuyển toàn lực sức mạnh thân thể và tu vi nguyên anh hậu kỳ. Ngay lập tức, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, gió nổi mây vần, đất bay cát chạy. Mặc dù còn chưa lên thiên nhân nhưng hiện tại khí thế của hắn thậm chí đã ảnh hưởng đến ý chí thiên địa nơi đây. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm chặt lại, lập tức một vòng xoáy đen hình thành ngay trước quả đấm này, hút lấy toàn bộ khí tức của hắn. Ngay sau đó, ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên có một đế ảnh giáng xuống. Những tiếng ầm ầm vang lên, thân ảnh kia giống như đội trời đạp đất, ngay khi y xuất hiện liền bạo phát ra ý chí tương đương với thiên nhân. Dung nhập bầu trời, cải biến quy tắc thiên địa. Mọi chuyện nói thì rất dài nhưng thực ra chỉ diễn ra trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần quay lại mà thôi. Không hề do dự, Bạch Tiểu Thuần giống to lên, thân thể bay thật nhanh về phía gương mặt vạn trượng kia, tay phải giơ lên, trực tiếp đánh ra một quyền kinh thiên động địa, Bài Sơn Đảo Hải, Bất Diệt Đế Quyền, lực lượng thân thể gấp đôi. Ngay khi đó, đế ảnh phía sau hắn cũng đồng thời đánh ra một quyền, khí phách rung trời. Sức mạnh của cú đấm này quá lớn, làm cho đế ảnh kia cũng phải mơ hồ, dường như phải đem tất cả dung nhập vào một quyền. Sau đó hợp nhất với Bạch Tiểu Thuần đánh tới gương mặt vạn trượng kia. Âm thanh đinh nhức óc vang lên, vọng khắp thiên địa bát phương, làm hư vô nổi lên gió lốc, không ngừng tàn phá bốn phía, làm mặt đất giống như có địa long chuyển mình, không ngừng sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi, thân thể bắn ngược lại mấy trăm trượng, không hề dừng lại, lợi dụng lực đẩy chạy trốn thật nhanh. Mà gương mặt vạn trượng kia lúc này cũng xuất hiện vết nứt vỡ. Ở dưới một quyền điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp nổ tung giữa không trung, chia năm xẻ bảy. Sau đó, những mảnh vỡ của gương mặt lại hóa thành khói đen. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành gương mặt Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt nàng lóe ra u mang kỳ dị, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười. Quả nhiên ta không lầm, trên người ngươi đích thực là có dấu vết của lão già kia. Công Tôn Uyển Nhi cười một tiếng, đang định truy kích, Bạch Tiểu Thuần ở đó thấy vậy, sắc mặt liền tái nhợt, nội tâm lo lắng vô cùng. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Uyển Nhi bỗng nghiêm nghị lại, ngẩng đầu nhìn phía xa. Chỉ trong chốc lát đã có một thân ảnh từ phía xa chân trời, giống như xé rách hư vô mà đi tới, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Kẻ nào dám động đến con gái yêu và hiền tế của bổn vương? Chính là Cự Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe vậy liền mở to mắt, vô cùng mừng rỡ. Lúc này, trong sự kích động hắn không nhịn được hô to một tiếng. Nhạc phụ cứu ta! Bầu trời như bị hai bàn tay vô hình trực tiếp xé rách ra. Khi tiếng gào thét vang lên thì thân ảnh Cự Quỷ Vương cũng từ vết nứt đó xuất hiện. Lão không phải chỉ đi một mình mà bên cạnh còn có Vô Thường Công, còn có Bạch Gia Lão Tổ, Trần Gia Lão Tổ đi cùng. Hiển nhiên hai người này đều đã bị Cự Quỷ Vương thu phục. Thậm chí phía sau bọn họ còn có 6 vị nửa bước thiên nhân, có thể nói đây chính là lực lượng nòng cốt của Cự Quỷ Thành. Hiện tại đều đã mang ra. Không chỉ vậy, ở đằng sau nữa còn có một đại quân lên đến mấy vạn hồn tu. Cự Quỷ Vương lúc trước muốn đi tìm kiếm Hồng Trần Nữ, tuy là bán thần nhưng dù sao chỉ là một người, vì thế lão cũng đồng thời an bài cho tướng lĩnh dưới quyền cùng đi tìm kiếm. Mà lúc trước, vụ nổ mạnh từ chỗ Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng hấp dẫn sự chú ý của lão, thế nên lão mới nhanh chóng đuổi tới. Mà Cự Quỷ Vương vốn tính cẩn thận, dù tự thấy chỉ một mình là đủ nhưng vẫn sử dụng thần thông triệu tập những kẻ dưới trướng kia tới bên mình. Lúc này, khi lão phủ xuống, trời đất nổ vang, uy áp bán thần bạo phát, kinh thiên động địa, đồng thời chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương chuyển tới những tiếng vỡ vụn của mặt kính. Dùng mắt thường có thể thấy được,
Trong thiên địa này nổi rõ lên một tầng màn sáng mờ mờ, mà ở trên đó dần xuất hiện khe nứt, những khe nứt đó cũng đang nhanh chóng lan ra. Rất nhanh sau đó màn sáng đã chẳng chịt vết nứt, rồi trực tiếp vỡ vụn. Màn sáng này đúng là phong ấn của Công Tôn Uyển Nhi, lúc này đã tan vỡ. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần lại có chút dễ chịu, dường như được cởi bỏ một tầng gông xiềng nào đó, tinh thần hắn không khỏi phấn khởi. Nhưng ngay khi hắn đang kích động, Công Tôn Uyển Nhi ở kia tuy sắc mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tham lam, đầu lưỡi không tự chủ mà liếm môi, giống như đang thấy một món ngon bày trước mặt. Rốt cuộc cũng câu tới một con cá lớn. Công Tôn Uyển Nhi âm thanh càng trở nên quỷ dị, lời nói vừa dứt liền bay thật nhanh tới chỗ Cự Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, thấy Công Tôn Uyển Nhi đang ở trước mặt bán thân mà vẫn dám chủ động ra tay. Đầu óc hắn không ngừng chấn động, lúc nãy còn thấy được hy vọng mà chỉ trong chớp mắt, hy vọng đó đã lung lay rồi. Nhạc phụ cẩn thận, người này quỷ dị vô cùng, có thể dựa vào nuốt người mà trở nên mạnh mẽ. Hắn lập tức hô to. Cự Quỷ Vương nheo mắt lại, đáy lòng lão đang vô cùng tức giận vì thấy con gái mình đang trọng thương mà hôn mê, cũng thấy Bạch Tiểu Thuần đang bảo hộ nó. Điều này làm cho lão tuy lửa giận ngút trời nhưng đồng thời cũng vui mừng. Có điều lúc này không thể phân tâm được. Ngay khi tới nơi đây lão đã cảm nhận được chấn động tu vi trên người Công Tôn Uyển Nhi cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng ẩn chứa trong đó lại là một tia khí tức đến lão cũng phải hoảng sợ. Mặc kệ ngươi là phân hồn của vị đại năng nào, ở trời đất nơi này, hay từ bên ngoài hàng lâm tới cũng được, nơi đây không phải chỗ cho ngươi diễu võ dương oai. Cự Quỷ Vương vừa dứt lời, từng chữ bỗng hóa thành những phù văn, gây ra tiếng nổ vang chẳng khác nào sấm đánh, rơi xuống xung quanh Công Tôn Uyển Nhi. Cùng lúc đó, Cự Quỷ Vương tiến tới phía trước một bước, tay phải giơ lên, trời đất tối sầm. Từ trên trời vươn ra một quỷ thủ cực lớn ẩn chứa sức hủy diệt kinh thiên, phong tỏa bát phương, quỷ khí dày đặc đánh thẳng về phía Công Tôn Uyển Nhi. Khí thế này mạnh mẽ vượt xa thiên nhân, trực tiếp làm cho mảnh thế giới này cũng phải run rẩy. Nếu nói thiên nhân có thể đem ý chí dung nhập thiên địa, thay thế thiên ý, thì bán thần, thậm chí còn áp đảo thiên ý, không những điều khiển được thiên ý mà còn có thể thay thế nhật nguyệt. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt bát phương liền run rẩy, hơn 10 tia sét đồng loạt giáng xuống, mà bất cứ cái nào trong đó đều có thể diệt sát thiên nhân, đều đánh thẳng về phía Công Tôn Uyển Nhi. Thế nhưng điều kỳ quái là, Công Tôn Uyển Nhi không hề né tránh mặc cho những thiên lôi kia đánh vào mình. Thân thể nàng gần như sắp tan vỡ, đồng thời quỷ thủ cực lớn kia cũng vươn tới, bắt lấy Công Tôn Uyển Nhi bóp thật mạnh. Ầm một tiếng, thân thể Công Tôn Uyển Nhi ở dưới một chảo này lập tức chia năm xẻ bảy, triệt để nổ tung. Đây chính là bán thần. Chỉ dùng một đòn, mà đây còn không phải là đòn sát thủ gì, đã có thể trực tiếp đánh chết một tên thiên nhân. Có điều Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy hình như nếu chỉ vậy thì quá đơn giản, mà Công Tôn Uyển Nhi thì chắc chắn không thể chỉ chút bản lãnh như vậy. Ngay khi hắn còn đang băn khoăn thì Cự Quỷ Vương bỗng biến sắc mặt, đôi mắt lóe ra tinh mang. Ở trên cái quỷ thủ cực lớn vừa bóp nát Công Tôn Uyển Nhi kia, bỗng nhiên xuất hiện những sợi gân dài hẹp đỏ hòn. Những sợi gân này đang sinh trưởng trong quỷ thủ kia, chỉ trong chớp mắt liền bao trùm cả cánh tay này. Ngọ nguậy, mà quỷ thủ kia có thể dùng mắt thường mà thấy được đang nhanh chóng héo rũ. Lớn mật, Cự Quỷ Vương gầm một tiếng, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, quỷ thủ cực lớn kia lập tức tự bạo, gây nên một cơn lốc khủng khiếp, quét sạch bát phương. Thế nhưng, ngay sau một tiếng cười khanh khách từ chỗ quỷ thủ tự bạo truyền ra, Công Tôn Uyển Nhi đang giả trang Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, có điều đến lông tóc cũng chẳng chút tổn thương. Chẳng những vậy, gương mặt nàng còn trở nên hồng hào hơn cả lúc trước, ánh mắt lộ vẻ tham lam, liếm liếm môi. Mà âm thanh quỷ dị của nàng cũng như gần như xa mà vang vọng bốn phương. Cuối cùng đã hơi hơi no bụng rồi. Quỷ thể thôn sinh pháp, rốt cuộc ngươi là ai? Cự Quỷ Vương nội tâm thầm nhủ không ổn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí ánh mắt lão, lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi, dường như đoán ra được điều gì đó, trong sự khó tin mở miệng nói ra từng chữ. Lão vừa dứt lời, Công Tôn Uyển Nhi như có chút kinh ngạc, nhìn thật kỹ Cự Quỷ Vương, con ngươi bỗng trở nên đen kịt, thâm sâu vô cùng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở lại với dáng vẻ tươi cười. Ngươi lại tu luyện bản quỷ thể thôn sinh pháp không đầy đủ sao? Rất tốt. Khanh khách, chẳng lẽ ở chỗ bản thể còn có bí mật gì mà ta chưa biết? Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, sự tham lam trong mắt dường như lại nhiều hơn một chút. Cự Quỷ Vương biến sắc, hô hấp đột nhiên trở nên hỗn loạn, hiển nhiên nội dung lời nói của Công Tôn Uyển Nhi đã làm cho hắn giật mình. Bí mật của Cự Quỷ quyết chỉ được truyền miệng cho đời sau lúc chuyển vương vị, người ngoài tuyệt đối không thể biết được, nhưng thực ra Cự Quỷ quyết là từ rất lâu trước đây do Cự Quỷ Vương đời thứ nhất sáng tạo ra từ ghi chép trên một miếng ngọc phiến tàn phá đến từ thiên ngoại. Vì thế nên mới có sơ hở chí mạng như vậy, thế nhưng đồng thời Cự Quỷ quyết này lại rất mạnh. Nhờ nó mà trong Khôi Hoàng Triều mới có Cự Quỷ Vương nhất mạch này.
Về phần ta là ai? Dĩ nhiên ta là Bạch Tiểu Thuần rồi. Tiếng cười Công Tôn Uyển Nhi vang lên, thân thể lóe lên một cái phóng tới chỗ Cự Quỷ Vương. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ, đến những bộ hạ của Cự Quỷ Vương nghe mà cũng u tai, căn bản là không hiểu được chuyện gì, thế nhưng có thể chắc chắn đây là một bí mật rất lớn. Hơn nữa sự mạnh mẽ của Công Tôn Uyển Nhi cũng làm cho tất cả bọn họ phải sợ hãi. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là chấn động tâm thần, liên tục suy nghĩ, mặc dù hắn nghe cũng không hiểu. Thế nhưng hắn nhớ tới, tiểu cô nương kia lần đầu tiên xuất hiện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, mà theo truyền thuyết thì nó đến từ thiên ngoại. Người thiên ngoại. Hơn nữa nàng còn nói bản thể gì nữa. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Hắn đang có một suy đoán lớn mật. Tiểu cô nương này chính xác là đến từ thiên ngoại. Mà nàng cũng không phải bản thể. Chỉ là phân hồn của một siêu cấp cường giả ở đó mà thôi. Suy đoán này làm cho chính Bạch Tiểu Thuần cũng phải giật mình. Lúc này hắn đã hiểu rõ. Lúc trước Công Tôn Uyển Nhi giao đấu với mình và Hồng Trần Nữ. Thực ra không hề dùng toàn lực, nàng chẳng qua chỉ là đang câu cá mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần không khỏi chấn động, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dường như hắn muốn xem thiên ngoại kia rốt cục là có cái gì. Cũng ngay lúc này Cự Quỷ Vương hai tay bỗng nâng lên, hất thật mạnh về bốn phía. Tất cả tản ra, không được tới gần nơi đây. Cự Quỷ Vương vừa nói, lập tức từ tay lão lập tức có một cơn gió lốc ầm ầm khuếch tán ra, đẩy tất cả mọi người lui ra thật xa. Về phần Bạch Tiểu Thuần lại càng được chiếu cố, bị đẩy ra xa hơn. Ngay sau đó, Cự Quỷ Vương sắc mặt trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Lão nâng chân phải lên, đạp mạnh một cước xuống mặt đất, lập tức cả mặt đất liền nổ mạnh một tiếng. Trong tiếng ầm ầm vang vọng cả trời đất, thân thể Cự Quỷ Vương bỗng bành trướng ra, lúc trước chỉ bằng một người bình thường, trong nháy mắt liền biến lớn ra, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, cuối cùng đạt đến 5000 trượng. Sau khi thân thể đạt tới trình độ này, lão như đã hóa thân thành một gã khổng lồ, thậm chí ở bên ngoài thân hình lão còn có một vòng xoáy xuất hiện cắn nuốt hết thảy thiên địa lực lượng. Đồng thời khuôn mặt lão cũng biến thành màu xanh. Răng nanh duỗi dài ra, đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng cong cong, ngay đến da rẻ toàn thân cũng thành xanh lè. Lúc này nhìn lão không khác gì phong tượng cự quỷ bên trong thành kia rồi. Mà khí thế cả lão cũng vào lúc này không ngừng bộc phát, làm cho trời xanh run rẩy, mặt đất nổ vang, thậm chí còn có vô số tia sét chạy loạn trên thân thể lão. Khí thế này dường như muốn đánh vỡ vùng thế giới này. Càng kinh khủng hơn, ngay lúc đạt tới đỉnh điểm, nó dường như đã chạm đến một giới hạn nào đó của thiên địa. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một phù văn cấm chế phức tạp đến cực điểm. Huyết sắc phù văn này to lớn vô cùng giống như đã bao phủ lấy trời xanh. Tỏa ra một ý chí đầy tang thương cổ lão. Dường như đó chính là tầng phòng hộ cuối cùng của thế giới này. Cũng nhờ có nó mà thế giới này mới có thể kiên cố đến vậy.